Đấy, đây là đất để làm bầu chiết nhá. Đất làm bầu chiết hoa hồng này. Đất này rất là tơi luôn. Đất này là đất bãi. Mình vừa được xin được ít được. Đấy. Nên đây là mình sử dụng, đây là sơ dừa. Mình sẽ trộn với sơ dừa và đây là nước. Đấy thôi. Đấy. Đấy, mình xin tiếp tục là giới thiệu đến cái cách để làm đất để nó bầu chiết cái cành hoa hồng nhá. Đây, các bạn nhìn này đấy. Ôi, hoa hồng nhà mình nhá. Hàng luôn. Đây, sau khi đất tơi này nhá, chúng ta cho ấy vào. Cho sơ dừa vào trộn cùng. Sơ dừa trộn cùng. Rửa trộn cùng xong chúng ta đảo đất đi, đảo trộn ủ cho nó thật đánh nhờ, xong nó thật thật nhuyễn thì thôi, để xong rồi bó bầu. Đấy, chỗ này chắc đủ rồi. Mình làm luôn đất để mình chiết mấy cây hoa giấy, chứ còn chiết mấy cành hoa hồng thì ít thôi. Sơ dừa. Cái sơ dừa này để nó làm cho cái bầu nó được tơi. Đấy, xong rồi khi mà cái cành hồng nó bật rễ thì nó sẽ bám được luôn vào đất, vào bầu và nó sẽ phát triển dễ dàng. Mình vừa làm vừa quay cho nên là nó hơi khó. Nếu có người quay hộ thì làm nó dễ lắm. Nhiều quá. Nhiều này để mai thì chiết luôn cả hoa giấy nữa. Đây là mình quay cái cách làm để chiết cái cành hoa dơ hồng nhá, cho các bạn mới bắt đầu làm thôi, cho các bạn chơi hoa tự làm chứ không phải là bên bên làm cây giống. Nhiều người làm cây giống thì có thể họ có cái những cách nó hay hơn, nhưng mà mình là người chơi hoa, người chơi hoa và để mà không phải đi mua tự làm thì mình tự chiết lấy để làm đảm bảo vừa có hoa chơi, mà cái lúc mà nhiều cái khóm hoa của mình cắt chỉnh, mình bắt buộc mình phải cắt tỉa bỏ. Nếu mà mình cắt bỏ, nếu mà không chiết thì mình nó phí. Dâm thì chỉ có hồng ta thì sống tỷ lệ cao, chứ còn những các loại hồng khác là dâm là tỷ lệ sống thấp. Chính vì thế cho nên là tốt nhất là chiết cho an toàn. Đấy, như thế này là cho cái này hơi hơi nát nhưng mà nó khô một tí. Cái này là cho vào bầu, bó bầu là lên. Ui, đất này là tuyệt vời đấy. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm bầu làm đất để bó bầu chiết cái cành hoa hồng nhá, cho các bạn chơi hoa muốn tự tay làm nhá. Đấy, các bạn xem video nhớ bấm kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, cũng như tương đối nhiều ấy đấy, tương đối nhiều sơ dừa.
thoải mái luôn. Thiếu nước rồi, phải vào lấy thêm nước không? Này bó sướng, bó bồng sướng. Đấy, hồng cổ Sapa rất là nhiều luôn. Đấy, tưới thêm nước vào trộn cho nó. Đấy, như thế trộn cho nó đều gì thôi. Thì chúng ta cho nước và chúng ta có thể để một lúc cho nó tự ngấm được. Thế còn đảo thì để ý không nó chảy ra ngoài. Nhìn, nhìn tuyệt phết đấy. Đất để chiết cành hoa hồng này thì chúng ta lưu ý là cái lúc mà luôn chúng ta bó thì cái chúng ta trộn cái này nó phải đừng để nhão này nhá. Nhão này là ướt này là nó hỏng. Chúng ta chỉ để nó gọi là ẩm ẩm thôi. Chứ đừng để nhão nhét thế này. Nhão nhét này là hầu như là không tốt. Đây là mình đang trộn cho nó nhão để cho nó dễ trộn thôi. Thế còn sau là nó lại đến lúc mà bó bầu thì nó phải khác. Đúng như thế này. Đấy, sau khi chúng ta trộn đất mình sơ dừa và nước nhé. Mình không dùng kích rễ khi trước gì đâu. Đấy, giờ nó như này đây. Nó không khô lắm đâu, nó ẩm ẩm thôi. Nắm được. Và đây là giấy bóng nhá. Đấy. Giấy bóng rồi mình sẽ mỗi bầu mình cho một nắm. Nắm nhỏ thôi, không cần to. Vậy thôi. Này là được một nắm nhé. Được một bầu. Nếu mình bóp cho nó ra rắn mà. Đây. Bầu nữa đây. Đấy. Đây là cái bầu nữa này. Và đây. Cái này nữa. Còn đây, đây là cành to của mình. Cành này nó không xùi lắm, như cái vết nó cũng được tương đối rồi. Đây nhá, đây cái cành này, đây xem. Đây nha các bạn nha, mình có đất bầu này, dây buộc này. Đấy. Đất bầu này bây giờ thì mình sẽ nắm nhá, nắm cho nó quện vào nhau. Cái khô khô này thôi, không cần ướt quá đâu, ướt quá là nó sẽ hỏng, cũng hỏng đấy. Bỏ bớt đi, bớt từ bóng này. Đấy, giờ nó
gọn gàng này rồi nhá. Các bạn mình xem mình bắt đầu tiến hành chiết nhá. Có bao nào. Chúng ta để sát cái này nhá. Cứng quá. Hơi cứng, nắm lại. Nắm lại xong rồi mình vẽ nó ra. Vẽ nó ra cho nó dễ nhé. Đây. Vẽ nó ra này. Ấp vào. Rất nhiều gai luôn. Chúng ta buộc vào nhé. Buộc chắc vào nhé. Dây buộc chắc hai đầu. Quá nhiều gai luôn các bạn. Xong rồi nhá. Đấy. Đấy các bạn xem cái cảnh chiết của mình nhá. Đấy, bầu bó rất là đẹp luôn. Đấy, gốc hồng rất là già. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc đợi ra rễ thôi. Đấy, giờ đang là mùa hè nhá. Hôm trước mình chiết cái cây, cái cành hoa hồng cổ Sapa đây nhá. Đấy, mùa hè bông hoa nó bé tí các bạn. Mùa hè nó bông hoa bé tí. Tóm lại là thời tiết năm nay khắc nghiệt. Đấy, mình sẽ tiến hành cắt cái cành hoa hồng này để mở ra cho các bạn xem nhá. Đây. Đấy, bầu chiết đấy. Bầu chiết đấy. Đấy nha, mình buồn. Ai da, cái cỏ gấu này sợ. Không biết có dễ chưa, thôi mình cứ tiến hành mình cắt nhá. Một hai ba đấy, xong rồi đây. Đấy, cổ Sapa đấy, cổ Sapa đấy nhá. Ui, đất đứt ra này, không biết là có dễ hay không nữa, thì thầy thể tháo ra. Đấy, bây giờ mình bóc thử cái cây cành này nhá, xem nó có dễ không nhá. Tiết lâu lắm mình chả có thời gian để
cắt trồng các bạn. Đấy, không có thời gian để cắt trồng. Không biết nó có dễ không. Ủa nó tơi hết ra rồi. À, cũng có dễ mọi người nhé. Đất nứt hết rồi. Ủa, dễ nó ra lâu quá rồi, nó già quá. Cắt này hơi muộn. Đấy, đấy các bạn thấy chưa? Đấy, dễ đấy. Thấy chưa? Đấy. Thấy chưa? Đấy nhá, dễ đây nhá. Dễ nó già quá các bạn ạ. Đáng nhẽ cái dễ này này. Quá già. Đấy, ra đây cho các bạn xem này. Đấy chưa? Đấy. Đây cành hồng cổ Sapa nhá. Cành hồng cổ Sapa chiết đấy. Ra nhiều rễ quá. Mình cắt hơi muộn. Đấy, giờ mình tiến hành đi trồng. Đấy, nhìn cành đẹp chưa? Đẹp phê luôn. Đấy, đây nhà cành hồng cổ Sapa mình mới chiết nhá. Chiết vào mùa hè các bạn ạ. Mùa hè cái hoa hồng nó ở Hà Nội này nắng cho nên là nó cũng không được đẹp cho lắm. Lá rất là bé, hoa cũng bé. Thế nhưng mà mình chiết lâu lắm rồi. Mình không cắt. Mình cứ để nó ra rễ. Rễ đẹp luôn này các bạn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Rễ tuyệt đẹp mà nó già hết rồi. Rễ nó già hết rồi. Thấy chưa? Đấy. Rễ nó già hết rồi. Bây giờ hôm nay mình mới cắt. Về có thời gian nó mới cắt trồng nhá. Đấy, cành hồng. Dáng chi tuyệt đẹp nhá. Dáng chi. Bây giờ mình cái cây này mình để cho nó lên dáng chi nên mình cắt. Đấy, cắt này. Cắt bỏ đây. Đấy. Để cho tạo thành một cái thây chi, thân chi đẹp. Đấy, thấy chưa? Thân chi đẹp luôn. Đấy. Thì nữa mình sẽ cắt vợi vào ở phần trên, mình cắt vợi vào cành đi. Cắt vợi vào đi xong bắt đầu mình sẽ trồng, đem đi trồng các bạn. Các bạn xem video thì nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá. Mình chỉ là dân chơi tự nhân giống hoa hồng cổ Sapa để tự trồng thôi, tự làm đấy. Đỡ phải mất tiền mua. Đó. Được một thân chi đẹp. Sau khi mình cắt này, cắt trụi hết lá nhá, chỉ còn để như thế thôi. Đây mình tiến hành trồng vào đây. Trồng vào một cái gốc hỏng trước của mình, mình cho nó sẵn nhiều cỏ quá. Thôi trồng tạm vào đây thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng nhá. Các bạn theo dõi video. Thế các bạn ạ. Đấy. Xong. Đấy nhá, sau khi trồng nhá. Đấy. Đấy. Thân chi đẹp nhá. Đấy. Giữa rừng hồng nhiều cỏ quá. Thôi kệ.